Mình vừa mua được con sai Nico mừng, đúng là quá hên, giờ thì mình sẽ giết con boss này nào. Các người là ai? Haha, thằng gà không có tiền nạp Robux. Haha, xem ta đây. What is that? Các người là ai? Để ta nói cho người biết, ta là đại ca hai thằng này và ta có thể tiêu diệt trùm cuối trong một giây với con Sunny miếng Nico này. Ok, để ta đếm nha. 3, 2... Tụi mày! Hu hu, tại sao mình lại gà như vậy? Là do mày chưa vào quét cày game giá rẻ.com đó. Nếu bạn muốn mua Robux giá rẻ hãy đến ngay quét cày game giá rẻ.com. Sau khi cày thuê ở quét cày game giá rẻ xong, giờ tôi đã rất mạnh rồi, để xem bao lâu mới giết được con trùm cuối. Holy shit, hình như đó là kẻ bắt nạt mình ngày trước. Được rồi, mình phải trả thù. Chết đi haha. Hu hu, em sợ rồi, tha em. Xin chào và chào mừng bạn đã quay trở lại trên kênh của Dương Ben. Chúng ta sẽ quay trở lại với tự game mình và tự giả anh em. Thì ok, hôm nay là mình sẽ có một đều một cái giả thuyết ở một cái video ngày hôm nay là sẽ có một try anh em. Bởi vì mình không có chắc chắn gì về cái xe 100% cái try. Bây giờ ông direct anh em cũng chưa có tiết lộ gì nhiều. Nói chung là cũng gọi là dạo này chỉ đang làm mấy cái không liên quan lắm, cho nên cho chứ không có lộ gì cái try nhiều. Nhưng mà hôm nay mình sẽ có một cái giả thuyết anh em. Thì ok, trước đó là video hãy đợi cho một like, một subscribe. Okay, cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Rồi, thì đầu tiên là về phần bức ảnh này ha em. Thì bức ảnh này là mình lấy từ hộp Pix 7 rồi anh em. Lấy từ Disney không còn ai nữa. Thì cái ảnh này là rất quen thuộc đúng không anh em? Thì nếu mà anh em nào mà coi mình từ hồi đó update 7 thì anh em cũng sẽ biết là cái ảnh này là một cái bức ảnh trai. Nhưng mà qua hiệu quả update 8 đâu có đúng không? Đó, thì đó mới là vấn đề. Bữa nay mình đã lục được một cái tệp. Mà cái tệp này có hình có ghi chữ trading anh em. Thì em có thể thấy trên màn hình này ha, là có một cái chữ trading đây. Thì có nghĩa là sau này sẽ có cơ hội cao thì sẽ có trading anh em. Đấy, đó chỉ là một trong những cái phần để cho mình ra một cái giả thuyết là sẽ có trading cho update tiếp theo anh em. Ok, nếu mà anh em tin khúc này không cũng được, bởi vì do video này chủ yếu là giả thuyết thôi. Rồi, thì nếu như mà đây là một những cái bằng chứng để có thể cho mình biết là update tiếp theo sẽ có trade anh em. Đấy, đó chỉ là một cái bằng chứng để có thể chứng minh cho mình update tiếp theo sẽ có trade, nhưng mà chỉ là chủ yếu là giả thuyết thôi. Rồi, thì bây giờ đến với một cái phần là nếu như update tiếp theo sẽ có trade thì sẽ như thế nào. Như các bạn biết rồi đó, những cái tựa game giống như là Pet Simulator đời đầu nè, hoặc là những cái tựa game về có liên quan đến trading, hoặc là giống như là One Piece, Millennium gì đó, thì đều ra xảy ra những hình tượng bức. Và nếu như bức mà dù có fix được không nữa thì game nó cũng đế sớm. Bởi vì giờ tại sao? Thì chẳng hạn như là anh em tạo cái hạt mới tin luôn, cái tự nhiên anh em có con Pet xịn phải cứ cái phá đảo nhanh quá cái nạn dễ nản anh em. Đấy, nó là như vậy. Hoặc là đơn giản thì anh em chỉ cần tạo ra những cái ạc phụ á, những cái ạc mới đúng không, thì anh em lấy những cái con bét mạnh nhất, secret này nọ, rồi đưa cho con bét đó để anh em đi bán ạc. Thường nếu mà bán bét đó đúng không, bán bét thì nó sẽ lỗ hơn, bét thì nó sẽ lỗ hơn giờ đi bán ạc luôn. Đó mới là vấn đề. Đấy, hay không anh em? Đó là một những cách để kinh doanh nữa. Cho nên anh em thường sẽ lấy những cái trade mà nhân vật á, thì sẽ những game mà có liên quan đến trade nhân vật hay là trade gì số tiền gì này nọ thì game nó sẽ không sống được lâu đúng không. Thì ok, mình nghĩ là sau này sẽ có trade, nhưng mà trade nó sẽ trade những item thôi. Nếu mà game có trade mình nghĩ là sẽ có trade sắt rồi, đúng rồi, chắc chắn 100% mình sẽ có trade sắt, hoặc là không, ai biết được. Thì hay còn nếu không thì cũng thể là vừa trade sắt vừa trade cả ticket luôn anh em. Mình không biết nó có trade ticket thì không, nhưng mà nếu mà cho trade ticket đó thì mình nghĩ là không đâu, mình nghĩ là không có trade ticket đâu anh em. Đấy là lý do anh em. Rồi thì ok, nếu anh em thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình like ha. Ok, bye anh em.